Lập sơn hoàng trọng thùy trở lại với quý khán giả trong các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay đây là bức hình biểu tượng nhất trong chuyến công du lần đầu tiên của ông tập cận bình vâng không có bức hình nào mô tả hay hơn cái tình hữu nghị anh em lâu bền của hai Trung người nhìn cộng nhìn mặt rất là với happy với Việt Nam Cộng sản happy bên ma. này là ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và bên này là chủ tịch Tập cận bình wow. nâng ly mừng tình hữu nghị anh em bền vững và Đỗ Lập Sơn cái ly mà hai ông đang cầm là ly gì À rượu vang à đúng vậy nhưng mà bên trong cái ý nghĩa của hai ly rượu vang này đó là không ai dám uống của ai hết yeah. à cái có nghĩa là sợ này, sợ trong đó có thuốc độc rượu à? vang này rất đặc <laughs> biệt là khi đổ vào đó là làm sao để cái màu nó giống nhau thôi ừ. nhưng mà rượu vang của ông trọng á, là phía việt nam cung cấp và rượu vang của trung quốc là phía trung quốc trung cấp À uh, cung có nghĩa là mặc hai dầu, mình không ai tin tưởng nhau mặc hết. dầu nâng ly cười nhưng mà bên trong lòng thì chửi nhau mày mà không nghe lời tao mày chết à, à đó, không, là đó, tập đó, đó là bình ông tuyên bố mình chửi thôi không à. nguyễn phú trọng cũng chửi luôn chửi luôn hả Mày, Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Tại chồng có đó, Mỹ Cười Đã... thì mà nói chứ mày đừng ị mặn hiếp yếu nha mày. Tao có Mỹ đi vô rồi đó. Tao đang mày lạng bạn là <laughs> tao chơi với Mỹ á, à, Tập Cần Bình đó, Miếm môi lại nói ừ. nè này nhé, à, chồng mày để coi chừng nha mày, à, à. mày mà không nghe lời tao á là mày chết. Mà anh có bao giờ nghe ai nói chuyện mà cái môi nó không có nhúc nhích không? Đó, thì cho nên nó một bên thì hả. Cái, bên cái răng thì nó nghe ra một bên thì bấm miệng lại thưa quý ừ. vị à, thực sự thì ai cũng biết cái chuyện ông bình sang việt nam để làm cái gì rồi à, cái chuyện đó là làm gì để mà có những cuộc họp kín và nói rằng đừng có sớ rỡ ừ. bây giờ đó hồ chí minh và thủ tướng à, đã ký vào văn bản nhường hoàng sa và trường sa cho trung quốc rồi đổi lại đó là trung quốc cung cấp viện trợ mọi thứ các cái từ lương thực đến vũ khí để Việt Nam chiếm miền Nam yeah. để Việt minh thời gian đó và sau này trở thành cộng sản để chiếm miền Nam rồi ừ. thì đừng có sớ dớ gì hết và đó là lý do tại sao mặc dù Philippines đã nghĩ là đưa vấn đề tranh chấp biển Đông ra tòa án quốc tế để hệ hey, Việt Nam cho đến giờ phút này vẫn im lặng. Vẫn im lặng nhé. Yeah. Ngay cả khi mà ông uh, Bộ trưởng Quốc phòng và ông đề đốc Harry Harris của Hoa Kỳ tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa tàu đến và tự do lưu thông trong vùng này, yeah. Philippines ủng hộ, Nam Dương ủng hộ, Ấn Độ, Mã Lai ủng hộ, Việt Nam Nhật hoàn cũng toàn ủng hộ Im lặng. Hoàn yeah. Việt Nam hoàn toàn im lặng. Và vì thế chuyến đi biểu tượng này uh, theo bản tin uh, bề mặt bên ngoài ghi nhận là hai bên đã ký rất nhiều các hiệp ước nhưng mà hiệp ước này có nghĩa là gì thưa quý vị việt nam chịu ảnh hưởng phải nói rằng với trung cộng nó quá nặng nề đi bởi vì nợ trung cộng quá nhiều từ thời chiến tranh và ừ. phải nói rằng uh, cuộc tiến chiếm miền nam không thể thành công được nếu không có bàn tay của trung quốc nhúng vào chính vì thế với uh, tình hình hiện nay ở vùng biển đông lẽ đương nhiên là một mặt thì um, nâng ly dịu mừng một mặt khác vẫn để cho người dân xuống đường biểu tình để họ hạ cơn giận. À, à cái này là không thôi. có trấn áp dân nữa cứ để cho họ tự do. Tuy nhiên hình ảnh chúng tôi ghi nhận được đây là những hình ảnh từ Hà Nội và những người một mặt đó thì xuống đường biểu tình như một mặt khác đó xe bùng binh bít bùng á của cộng sản công an chìm á đi ừ. gác khắp đường phố và đặt loa phóng thanh kêu gọi này dân chúng nhớ nhé đi biểu tình thì đàng hoàng nhé trong trật có... tự nha ừ trong trật tự nếu mà lạng quạng thì coi chừng chúng tôi bắt đánh bộ, bộ bố đấy à, bởi vì cái chuyện đó xảy ra cho nên nhưng mà lần này thì mọi người đoàn kết mạnh mẽ hơn và không thấy có bất cứ một cái sự đàn áp nào à, diễn ra như những lần biểu tình chống Trung Quốc lần trước khi những người này tụ tập tại tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội cũng như tòa lãnh sự Trung Quốc ở Sài Gòn thưa quý vị và vì thế bản tin ghi... và thậm chí hình ảnh của ông Tập cận bình cũng bị gạch chéo nha. Yeah yêu cầu tập cận bình trả hoàng sa trường sa về cho việt nam ông tập cận bình trả lời còn khuya à, tập chợ no, nhưng mà theo cái bản tin em thấy có một câu hỏi em muốn hỏi anh thụy nè ông tập cận bình đó ngày hôm nay ông nói là ông hy vọng là cái uh, cái uh, cái partnership giữa hai nước đó sẽ lên một đẳng cấp mới thì đẳng cấp mới là đẳng cấp gì đẳng cấp mới có nghĩa là không tranh chấp nhau ở Biển Đông nữa ừ. Nghĩa là Trung Quốc từ xưa tới giờ Khi mà chiếm lấy Hoàng Sa Rồi Trường Sa và xây đảo nhân tạo đó Thì Trung Quốc đã tuyên bố Trung Quốc không muốn đưa vấn đề này ra quốc tế Mà phải có cái sự thương lượng song phương ừ. Lập Sơn nên nhớ cái rất là quan trọng cái điểm này Trung Quốc muốn nói chuyện phải trái với từng quốc gia một Thí yeah. à, dụ như là tranh chấp ở Biển Đông Đó là cái chữ Biển Đông là của Việt Nam Yes. nhưng mà đối với Trung Quốc nó là biển nam à. ừ. và vì thế Trung Quốc nói rằng cái chuyện mà các anh tranh chấp thì chúng ta sẽ nói chuyện nhưng mà các anh đừng quên á bản hiệp định ha, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký tặng cho chúng tôi rồi thì à. Việt Nam bây giờ chỉ có im im miệng thôi nhưng mà nhìn thấy những hình ảnh này đó với những người còn mê muội với cộng sản Việt Nam mà thích cầm cờ đỏ sao vàng mà đi đầy đường phố đó và và chửi bới Hoa Kỳ chửi bới những người mà um, việt kiều hoặc là những người mà tị nạn cộng sản những người mà chống cộng đó yeah. là chửi bới chúng ta là những kẻ mà phản bội tổ quốc này nọ đó thì không có một cái dân tộc nào xấu hổ hơn hơn cái dân tộc việt nam lúc này là nằm dưới chế độ cộng sản lập Sơn ừ. biết cái chữ mà bây giờ người người mỹ và những người giới truyền thông ngoại quốc họ viết được communist of việt nam một quốc gia Việt Nam cộng sản mà trên thế giới này còn bao nhiêu quốc gia nữa theo cái chế độ cộng sản ngay cả Trung Quốc đó cũng phải từ bỏ cộng sản à, rồi họ cũng là... chán ngán rồi mà Việt Nam vẫn còn tiếp tục ôm lấy cái chủ thuyết hảo huyền của Hồ Chí Minh và hướng dân tộc cả dân tộc Việt Nam cho nên những người trẻ về sau này phải lấy làm nhục làm xấu hổ mình là một đất nước cộng sản thưa quý vị cho nên đừng nói gì về bất cứ một cái sự phát triển nào không có một cái sự phát triển nào là thực tế ở Việt Nam cả mà toàn là ảnh hưởng tất cả của Trung Quốc thôi. Dạ, vâng. Từ vấn đề kinh tế hàng hóa, nhân công, Việt Nam bây giờ có thể sản xuất được gì? Lập Sơn nói cho chúng tôi nghe coi. À, em không nghĩ ra được cái gì. Không được gì hết, ngoại trừ lao động và gái mãi dầm. À, lao động là chỉ làm cho người ta thôi chứ mình cũng không có làm được cho mình luôn. Việt Nam mới khoe là ký kết lại một cái hiệp ước sản xuất người lao động sang cho Đài Loan sau khi bị Đài Loan cấm 10 năm trời không cho wow. bởi vì cứ đi được là ở lại luôn dạ yeah, vâng đó đó cái hình ảnh cái thí dụ thôi và có hỏi, nhiều người bị gạt để đi lao động và qua đó phải làm những cái công việc khác không phải gạt đi lao động mà họ thế này gạt cũng một phần họ nói đó là bây giờ anh sang đó đi là một tháng 500 đô la làm rất yeah. là thoải mái 500 đô la nhưng mà ngược lại cũng phải đóng bao nhiêu ngàn đô la mới đi yeah, được thì sang đến đó rồi đó thì làm việc khủng khiếp luôn yeah. rồi bị chùm dập bị nữa. ngược đãi đủ hết đó. nhưng mà Việt Nam vẫn tiếp tục sản xuất lao động bởi vì cái nguồn lao động này sẽ mang về cho những tên cán bộ lạm dụng cái tình hình đó thưa quý vị và ngày hôm nay ông tổng thống Obama đã đưa ra đã trình lên quốc hội sau khi các bản tin cho thấy rằng là nỗ lực của tổng thống Obama có thể bị trù dập vào sang năm cho đến góc trong nội trong năm nay ông phải cố gắng làm sao trước khi cái cuộc mà tranh cử của các ứng viên của cả hai đảng cộng hòa và dân chủ tiến mạnh vào sang năm, bắt đầu vào mùa hè sang năm, từ tháng 6 trở đi đó yeah. là chúng ta sẽ thấy rằng là thời điểm cuối cùng của các vận động tranh cử rồi. Cho nên đây là cái giai điểm giao điểm rất là quan trọng để tổng thống Obama đưa ra chi tiết của hiệp ước TPP, mm. Trans-Pacific Partnership có nghĩa là hiệp ước trao đổi mậu dịch xuyên Thái Bình Dương với 12 quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam. Việt Nam. Và tin ghi nhận ngày hôm nay Việt Nam đã đồng ý với những cái điểm như thế nào Lập Sơn? Việt Nam đồng ý với những cái điểm mà về về nhân quyền, về tự do lao động. À, yeah. đây là điểm rất quan trọng bởi vì trước đó nó có những người chỉ trích nói rằng trong cái hiệp ước này nếu mà ký với Việt Nam đó, Việt Nam vẫn là một quốc gia cộng sản yeah. và Việt Nam xưa nay đó là không có công đoàn lao động. Yeah. à mặc dầu họ nói rằng à, đất nước à, búa liềm của chúng tôi đó là bảo vệ cho giới công dân nhưng mà thực sự thưa quý vị thấy không cái 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 mâu thuẫn của à, chế độ cộng sản đó một mặt đó thì họ nói bảo bảo, bảo, bảo vệ nhân dân bảo vệ những nông dân bảo, yeah. bảo vệ công nhân nhé nhưng mà thực tế đó nông dân và công nhân là cái cấp hèn mọn nhất và yeah. bị những tên cá độ đạp đổ không yeah. được bảo vệ chính vì thế hoa kỳ bây giờ phải buộc việt nam bảo vệ phải buộc phải có cái duyên nhân yeah. chính quyền của các anh anh ở đây là các anh cộng sản trong yeah. nước chính quyền của các anh không bảo vệ được các anh bây giờ phải nhờ tới mỹ bảo vệ và vì thế nhà, nhà cầm quyền việt nam cộng sản ngày hôm nay tuyên bố họ phải đi theo cái đòi hỏi của việt à, của phía hoa kỳ trong hiệp ước này hoa kỳ đòi hỏi việt nam phải cho rộng rãi cái quyền của người công nhân yeah. họ phải được lập hội họ phải được trở thành công đoàn để mà họ tranh đấu cái quyền lợi của họ nếu không đó họ sẽ bị các quốc gia chẳng hạn như là chủ Trung Quốc, chủ Đài Loan mà chủ dập chủ Đại Hàn cũng chủ dập họ luôn. À, bởi vì những cái người công nhân này là những người làm trong các nhà máy, trong các hãng xưởng rất là nguy hiểm họ phải cần phải có bảo hiểm nè, à. họ cần phải có quyền tự do đòi tiền lương. Việt Nam Cộng sản bây giờ rất sợ là hiệp ước TPP phải bị nhận chìm ở Quốc hội Hoa Kỳ. Chính vì thế ngay hôm nay Việt Nam Cộng sản đã đồng ý để chấp nhận một trong những điều khoản mà trước từ trước đến giờ Việt Nam được khó khăn, yeah. đó là cho phép lập những cái công đoàn lao công và cho thêm người công nhân có quyền để họ được biểu tình bởi vì lương thấp họ được biểu tình giống yeah, như anh. ở Mỹ này bây giờ đang có biểu tình để đòi lương lên 10, 12 đồng. 15 đồng anh không họ chỉ 15 đồng hơi cao họ cố gắng từng mức Thông, từ, em cũng muốn từng bước từng bước làm sơn dạ vâng bây giờ, bởi vì cái cái lương tối thiểu của Ô, 15 đồng của, là làm cho khách sạn của liên bang đó vậy là vậy. nó quá thấp đi có vậy 7 vâng. đồng mấy thôi bây giờ họ nhất lên từ từ à, 9 đồng 12 đồng họ đòi hỏi phải có cái mức lương tăng và chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị tiếp tục các bạn tin đáng chú ý trong ngày mời quý vị cùng theo dõi